bố hàng loạt tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Lừa đảo qua điện thoại gia tăng nhưng khó truy vết vì sim giác. Lỗ hổng ở đâu? Cảnh báo về các loại thuốc lá điện tử chứa chất ma túy mới. Gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Quốc hội Trung Quốc khóa 14 họp phiên toàn thể thứ 3 để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhà nước, Quốc hội Trung Quốc khóa mới, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Với số phiếu tán thành 100%, 2952 trên 2952, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 đến năm 2028 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới thay ông Lật Chiến Thư. Ông Hàn Chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước thay ông Vương Kỳ Sơn. Hội nghị cũng bầu các chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội. Sau khi được bầu, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng lãnh đạo nhà nước, Quốc hội Trung Quốc đã tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê quán huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây. Tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và giáo dục chính trị tư tưởng, trường Đại học Thanh Hoa và có bằng tiến sĩ luật. Việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp cho thấy uy tín rất lớn của ông, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Kỳ họp cũng thông qua dự thảo quyết định về phương án cải cách bộ máy chính phủ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cải cách khoa học công nghệ và tài chính ngân hàng. Theo chương trình, kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày mai sẽ phê chuẩn chức danh Thủ tướng Chính phủ, bầu các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 dự kiến sẽ bế mạc ngày 13 tháng 3. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đối với 8 địa phương thuộc Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương. Đây là những địa phương không giảm được tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng, nhưng không về nước mà cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Việc dừng tuyển không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp và người làm việc tại Hàn Quốc đã về nước đúng hạn hợp đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra lời cảnh báo về việc thời gian gần đây, nhiều người dân đã sập bẫy của các đối tượng giả danh nhân viên của các nhà mạng, gọi điện thoại tới khách hàng thông báo nợ cước. Mới đây nhất tại quận Cầu Giấy, ngày hôm 3 tháng 3, một đối tượng đã giả danh một nhân viên nhà mạng, gọi cho một người đàn ông lưu trú trên địa bàn và thông báo nạn nhân đã nợ tiền điện thoại. Sau đó, chúng đã cho một đối tượng khác giả danh làm công an tìm mọi cách để dọa dẫm nạn nhân nhằm lấy được thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và mã chuyển tiền. Ngay sau đó, số tiền hơn 800 triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đã bị rút sạch. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại một số tỉnh thành phố. Cơ quan chức năng công bố 18 tài khoản ngân hàng đã xác định là các đối tượng lừa đảo, đề nghị những nạn nhân đã chuyển tiền vào những tài khoản này gửi đơn tố giác đến phòng 9 Cục Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bộ Công an cũng cho biết có một số thủ đoạn lừa đảo, đó là các đối tượng lừa đảo đăng tuyển cộng tác viên làm việc online cho các sàn thương mại điện tử uy tín để được hưởng hoa hồng và gửi đường link web mua hàng giả mạo cho nạn nhân, khiến cho nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp. Chúng còn lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi các tài khoản TikTok, nghe nhạc trực tuyến để được nhận tiền, hoặc là thiết kế nhiều trang web giả mạo các trang đánh bạc trực tuyến để dụ dỗ các nạn nhân đánh bạc. Những ngày qua, rộ lên tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh, thông báo là trẻ bị ngã chấn thương sọ não, rồi yêu cầu bố mẹ chuyển tiền gấp để thực hiện phẫu thuật. Để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này thì các đối tượng sử dụng sim giác. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần thể hiện quyết tâm ngăn chặn nạn sim giác của gọi rác. Các nhà mạng lớn cũng đã cam kết sẽ mạnh tay ngăn chặn vấn nạn này. Số lượng cuộc gọi rác có giảm, nhưng vì sao vẫn không thể dứt điểm. Khi mua sim điện thoại, người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chụp ảnh để lưu hồ sơ, ký tên, đó là quy định. Còn trên thực tế, vẫn có thể mua sim một cách dễ dàng mà hoàn toàn không phải xuất trình giấy tờ. Rồi, ok.
Quý khách đăng ký thành công gói 60.000, gói thoải mái. Không chỉ mua trực tiếp tại các cửa hàng, SIM còn được bán tràn lan trên các nền tảng TikTok, Shopee. Thậm chí có thể mua số lượng lớn mà không phải đăng ký. Anh thấy em giao SIM ở trên mạng ấy, cho anh khoảng chục cái data với lại chục cái gọi SIM bình thường. Lấy như thế thì có phải đăng ký hay như nào em? Không, anh ơi, tôi dùng luôn đó. Tôi nghĩ là cái SIM rác này đã tồn tại rất là nhiều năm rồi. Thì cái này lỗi là do nhà mạng. Nhà mạng có muốn thay đổi hay không thôi. SIM này được mua vào ngày 9 tháng 3. Nhưng khi tải ứng dụng của nhà mạng về máy điện thoại để kiểm tra thông tin, thì ngày kích hoạt SIM từ tháng 10 năm 2021. Theo thông tin hiển thị, đại diện thuê bao này là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 689 Việt Nam. Theo quy định của 3 nhà mạng lớn hiện nay của Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan có thể đăng ký số lượng SIM không giới hạn, nhưng phải chứng minh được đầy đủ lý do sử dụng. Nhưng trên thực tế, không phải tổ chức doanh nghiệp nào cũng sử dụng SIM như lý do mà họ đăng ký. Tin nhắn rác cũng như là các cuộc gọi rác sở dĩ nó cứ tồn tại dai dẳng từ nhiều năm nay bởi vì là họ có cái động lực về kinh tế. Nếu mà cắt những tin nhắn rác đi thì họ cắt một mực doanh thu rất là lớn, trách nhiệm sẽ thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ mạng. Đúng không? Thì họ có thể đặt những cái phần mềm, những công cụ ở đó để lọc bớt các tin rác và cuộc gọi rác. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết SIM rác, cuộc gọi rác. Các cuộc thanh kiểm tra vẫn thường xuyên diễn ra. Các cái SIM này chúng tôi kiểm tra thấy thông tin thuê bao đã được đăng ký là Nguyễn Như Quỳnh, sinh năm 2007. Đề nghị chị cho biết là cái chị Như Quỳnh này là thế nào với mình. Nhập về em chẳng biết, em cũng nhập của các bạn nhà mạng ấy. Thế nhưng, nếu vẫn có sự tiếp tay từ các đại lý và sự thiếu quyết liệt của các nhà mạng, thì cuộc chiến với SIM rác vẫn còn chưa có hồi kết. Và những cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn còn tiếp tục quấy nhiễu người dân. Alo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Ninh Thuận để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một người là trưởng khoa dược và vật tư y tế, người kia là nhân viên khoa dược và vật tư y tế. Còn Giám đốc CDC Ninh Thuận và trưởng phòng kế hoạch tài chính thì đã bị kỷ luật khiển trách. Theo kết luận của thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh đã mua và mượn vật tư sinh phẩm của công ty Việt Á hơn 70 tỷ đồng, với số tiền đã thanh toán là hơn 14,6 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng đã điều chế sản xuất ma túy dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử. Đã có rất nhiều những đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên sử dụng loại thuốc lá điện tử này và gây ra nhiều hệ lụy. Người thanh niên này đang có sức khỏe tốt và đang là lao động chính của gia đình. Nhưng kể từ khi thanh niên này sử dụng loại thuốc lá điện tử do một đối tượng cùng xã cung cấp thì sức khỏe đã sa sút nghiêm trọng. Những biểu hiện này đã được phụ huynh phản ánh với lực lượng công an. Kết quả đấu tranh chuyên án của cơ quan công an đã xác định sản phẩm thuốc lá điện tử mà người thanh niên đã sử dụng có chứa chất ma túy mới có tên ADB Butinaca. Tình trạng tương tự thanh niên này xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua, bởi trên thực tế nhiều thanh thiếu niên vẫn vô tư sử dụng thuốc lá điện tử nhưng không hay biết loại thuốc đó có chứa chất ma túy. Chỉ đến khi sức khỏe sa sút nghiêm trọng hay bản thân đã bị lệ thuộc vào loại thuốc này thì mới biết là đã sử dụng một loại ma túy mới. Sau khi chính phủ có văn bản về cái việc là đưa chất ADB là chất cấm thì là một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này thì các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động từ cái việc là đối tượng bán công khai trên mạng xã hội và công khai tại các cửa hàng thì hiện nay thì các đối tượng đấy đã hoạt động một cách bí mật, thay đổi phương thức đó là bán trực tiếp, giao nhận trực tiếp hoặc là qua các mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook và các hình thức khác thì không công khai nữa. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não, lan tỏa tất cả các vị trí, tổn thương gan, rối loạn tâm thần, ảo giác, suy đa tạng. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là do bệnh nhân ngộ độc một số chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử.
Bắt đầu từ sáng nay, hai trung tâm đăng kiểm của Hà Nội được hoạt động trở lại. Như vậy thì đến thời điểm này, Hà Nội có 8 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Hai trung tâm đăng kiểm mới mở lại là trung tâm tại số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm và cụm công nghiệp huyện Thanh Oai, mỗi trạm tối thiểu một dây chuyền hoạt động. Cục đăng kiểm đã sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ và điều động thêm nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành. Toàn thành phố dự kiến trong tháng 3 có khoảng 70.000 phương tiện tới hạn đăng kiểm. 8 trung tâm đăng kiểm hoạt động chỉ đáp ứng được khoảng 1/5 nhu cầu. Trong một diễn biến khác liên quan, thì sáng nay giám đốc của một trung tâm đăng kiểm ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng 6 nhân viên đã bị bắt giữ. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề xuất chính phủ không phạt xe quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày trên đường đi kiểm định. Các xe này được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, nhưng không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Bộ cũng đề xuất cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động, thời hạn là 1 tháng hoặc 3 tháng, được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Ngoài ra, lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng được kiến nghị cho phép tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm. Tình trạng xe dù bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông luôn là vấn đề nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, thế nhưng cứ sau một thời gian tạm lắng lại nhộn nhịp trở lại. Phản ánh của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Khu vực trước bến xe Miền Đông mới, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì vào bến, hàng chục hành khách lại chọn cách đón xe ở ngay ngoài đường như thế này. Và những xe khách vừa chạy tới, từng tốp hành khách ào ào vượt qua đường để lên xe. Tài xế giữ mí giùm, tí tài xế chạy ngang hà rước. Bữa đầu tiên cũng rất là chờ hoài, bọc lát đầy cái tí rồi, phải chấp nhận từ lái để ra đúng chấp. Còn tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, mặc dù đã khuya, nhiều hành khách vẫn tay xách nách mang, chờ xe. Khi phát hiện bị quay phim vì đón khách sai quy định, chuyến xe kế tiếp đã nhanh chóng đổi điểm đón ngay trên đường Điện Biên Phủ, mặc cho tuyến đường này cấm xe khách dừng, đổ. Tôi thấy hơn 10 giờ, gần 11 giờ xe nó đi qua. Không chỉ trên địa bàn quận Bình Thạnh, trên đoạn đường Lê Hồng Phong thuộc khu vực phường 4, quận 5, càng về sáng, càng nhiều xe khách dừng đón trả khách. Cùng với đó là cảnh chào mời, chèo kéo của cánh tài xế taxi, xe ôm, náo động cả khu vực. Và tại chân cầu vượt gần công viên Văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, bấm còi, nháy đèn là những điều thường thấy khi các xe khách chạy qua đây. Nhiều xe chạy chậm để chờ phụ xe mời khách lên xe mình hoặc dừng đón trả khách đã hẹn. Trong công tác xử lý xe dù bến cóc thì phải làm đồng bộ, phối hợp chặt chẽ và làm quyết liệt, liên tục và coi đây như là một chiến dịch góp phần cho cái việc là lành mạnh hóa cái vận tải hành khách liên tỉnh. Đại diện bến xe Miền Đông mới cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấm hẳn xe dừng nằm vào nội đô nhằm xử lý tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 12 năm 2022 đến cuối tháng 2 năm 2023 đã xử phạt gần 3.500 xe khách vi phạm các lỗi dừng, đổ, đón trả khách không đúng quy định, chạy không đúng tuyến đường, với số tiền xử phạt hơn 4 tỷ đồng. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi mà Triều Tiên đẩy mạnh chương trình tên lửa hạt nhân, còn Hàn Quốc cũng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ. Và hôm qua thì Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa và tiến hành tập trận ngay trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn vào tuần sau. Trước đó, chiều qua, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Hoàng Hải. Động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do lớn nhất trong nhiều năm qua. Đáp lại những hành động từ phía Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên bố Hàn Quốc sẽ tăng cường răn đe thông qua việc thiết lập một hệ thống, lên kế hoạch và thực hiện về hạt nhân với Mỹ. Hàn Quốc cũng tăng cường các cuộc tập trận chung với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cho biết nước này đang tăng cường mọi thành tố trong năng lực hạt nhân của mình để ngăn chặn bất kỳ hành động từ Triều Tiên. Theo tướng Anthony Cotton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, nước này đang tái cấp vốn cho mọi nhánh của Bộ Ba Hạt nhân cũng như hệ thống liên lạc và kiểm soát chỉ huy hạt nhân. Bộ Ba Hạt nhân bao gồm tên lửa hạt nhân liên lục địa, tàu ngầm tấn công hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 886 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024, tăng 3,3% so với năm trước. Theo ông Biden, ngân sách này củng cố cam kết của Mỹ khi đối mặt với những thách thức toàn cầu và giữ an toàn cho nước Mỹ, trong đó bao gồm những khoản đầu tư quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đáng chú ý, ngân sách cũng để đề xuất hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ dành cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ để thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, an toàn và kết nối, đồng thời cùng cuộc điều tra liên quan đến vụ nổ ngày 26 tháng 9 năm ngoái trên các đường ống của dòng chảy phương Bắc, đường ống vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Vụ việc này đã trở thành điểm nóng giữa Nga và phương Tây khi mà các bên đổ lỗi cho nhau. Thông tin cho hay, cảnh sát Đan Mạch đang điều tra một chiếc du thuyền tình nghi neo đậu tại một hòn đảo nhỏ trên biển Baltic gần nơi xảy ra vụ nổ. Cảnh sát Đan Mạch đang cố gắng xác định những ai có mặt trên chiếc du thuyền khi nó neo đậu trên cảng Christiano vào tháng 9 năm ngoái. Người dân trên đảo được yêu cầu cung cấp ảnh hay video về bến cảng vào một số ngày trong tháng 9 năm ngoái. Nhà chức trách Thụy Điển, Đức và Đan Mạch đang điều tra vụ việc cho biết vụ nổ là có chủ ý nhưng chưa xác định được ai là người phải chịu trách nhiệm. Các nhà điều tra Đức có thể đã xác định được một chiếc thuyền phục vụ cho hành động phá hoại này. 6 người đã thực hiện việc đặt chất nổ dưới đáy biển. Chiếc thuyền chở họ đã neo đậu tại đảo Cristiano gần thời điểm vụ nổ xảy ra. Thông tin này gây choáng váng cho cư dân chưa đầy 100 người trên đảo. Điều khiến tôi buồn nhất là có những người đi lại xung quanh với ý đồ xấu. Trong khi chúng tôi chỉ nghĩ họ là khách du lịch, thật là đáng sợ khi họ có thể sử dụng hòn đảo này như một căn cứ cho hành động mờ ám. Điện Kremlin hôm qua tuyên bố không tin rằng các cuộc tấn công phá hoại tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc có thể được thực hiện mà không có sự hỗ trợ của một nhà nước nào đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó, chỉ những cơ quan đặc biệt của nhà nước được huấn luyện tốt mới có khả năng làm việc này. Nga tiếp tục yêu cầu được tham gia điều tra vụ phá hoại này. TikTok vừa công bố kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ thông tin người dùng ở châu Âu, giữa lúc ứng dụng mạng xã hội này đối mặt với sức ép lớn từ nhiều quốc gia châu Âu và có nguy cơ bị cấm ở Mỹ. Theo kế hoạch mới được công bố, TikTok sẽ lập 3 máy chủ ở Ireland và Na Uy để lưu giữ liệu với chi phí hàng năm khoảng hơn 1 tỷ euro. TikTok đang làm việc với bên thứ ba là một công ty an ninh mạng ở châu Âu để kiểm tra mọi hoạt động truyền dữ liệu ra bên ngoài khu vực. Đây được xem là những nỗ lực của TikTok để xoa dịu mối lo của nhiều quốc gia phương Tây về nguy cơ dữ liệu người dùng tại các nước này bị truyền ra bên ngoài. Trước đó, TikTok cũng tuyên bố hợp tác với công ty công nghệ Mỹ để lưu dữ liệu người dùng tại đây. Theo nghiên cứu của một nhà kinh tế từ Ngân hàng Trung ương Pháp, phụ nữ có lối sống thải ra ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính hơn so với nam giới. Nghiên cứu cho biết các mặt hàng và khối lượng tiêu dùng của nam giới là nguồn tạo ra khí nhà kính trung bình nhiều hơn 16% so với những sản phẩm mà chị em phụ nữ tiêu thụ. Các lựa chọn về phương tiện di chuyển, chế độ ăn uống và tiêu dùng của phụ nữ cũng là những sản phẩm ít phát thải CO2 hơn so với nam giới. Vào năm 2021, mỗi nam giới độc thân thải ra trung bình 10 tấn khí nhà kính so với chỉ hơn 8 tấn của một phụ nữ sống một mình. Họ là những chàng trai cô gái mới ở tuổi đôi mươi. Mình tên Nguyễn Phương Chiến, sinh năm 97. Mình tên là Lê Xuân Đạt, mình sinh năm 1998. Nhưng có chung nhiệt huyết cứu nạn, cứu người. Bảo vệ được mạng sống của người khác thì mình cũng thấy rất là vui. Mình đã thuộc về một phần của đường phố rồi, giúp đỡ cho bà con cũng là một phần trong cuộc sống. Mình sẽ làm công việc này cho đến khi mình không còn sức khỏe nữa. 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng, bạn có thể thấy họ ở khắp mọi nơi. Đó là đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chị hai của Ngân mất vì tai nạn giao thông. Trên tay Ngân thì cũng từng cầm cốt của ba, của mẹ, của chị hai. Thì mình thật sự không có muốn những cái điều đó xảy ra đối với gia đình nào nữa. Từ chính quyết tâm đó, cô gái Nguyễn Hoàng Kim Ngân bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Ngân thành lập đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911, tập hợp những bạn trẻ có chung lý tưởng muốn cống hiến vì mọi người. Các bạn đều có chung một cái chí hướng là ít ca tai nạn hơn, để mọi người sẽ có được một cái cuộc sống nó vui vẻ hơn, hạn chế được những rủi ro. Suốt 5 năm nay, ban ngày đi làm nhưng cứ 9 giờ tối hàng ngày, họ lại có mặt trên đường, sẵn sàng nhận những cuộc gọi đến từ hotline.
Dạ, rồi 911 nghe ạ. Nạn nhân trong tình trạng như thế nào ạ? Và đó cũng là lúc công việc bắt đầu. Bắt đầu từ tối khuya nhưng kết thúc thì có khi trời đã sáng. Họ rong ruổi khắp các cung đường để làm chuyện bao đồng. Đi nhiều cũng có lúc gặp bất trắc. Cái vấn đề mà mình đến hiện trường không kịp rất là nhiều. Xuống hiện trường, mình nhìn nạn nhân, mình nói với anh em trong đội, mình cứu hết nổi rồi. Lúc đó là mình tự khắc mình nghe nghẹn trong lòng, nghẹn câu nói của mình với anh em luôn, nghẹn những người dân. Mình không thể giúp được người dân nhiều. Vất vả là thế, nhưng những tấm bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chính là những động lực của đội mỗi ngày. Cũng có những người đã coi 911 như một gia đình. Đó là một tiệm sửa xe nằm trên quốc lộ 13, nơi miễn phí tiền thay dầu sửa xe hàng tháng cho tất cả các thành viên trong nhóm. Anh của tôi bị tai nạn vào năm 2019, 911 đã chở vào bệnh viện cứu anh tôi sống lại. Thì tôi mới quyết định là thấy 911 làm mấy việc nghĩa, cứu mọi người cho nên là mới muốn hỗ trợ hay nhớ hàng tháng sửa chữa cho đội. Cứ thế suốt 5 năm qua, số người được đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 giúp đỡ không thống kê nổi. Họ vẫn bền bỉ mỗi ngày để mang đến sự bình yên cho mọi người về đêm. Thưa quý vị, SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây tại Campuchia. Sau một kỳ đại hội thành công trên sân nhà, thì đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới một vị trí cao tại SEA Games sắp tới khi mang sang Campuchia một lực lượng hùng hậu. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự kỳ đại hội sắp tới với khoảng 1.000 thành viên, trong đó có hơn 700 vận động viên. Các vận động viên của thể thao Việt Nam sẽ đăng ký thi đấu ở 39 môn và phân môn. Trong bản danh sách này, các đội tuyển quan trọng của thể thao Việt Nam như đội tuyển U22 bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng chuyền nam, nữ vẫn chưa xác định được những vận động viên tham dự. Mục tiêu ở kỳ đại hội tới của đoàn thể thao Việt Nam sẽ là góp mặt trong top đầu với mục tiêu là giành từ 100 cho đến 120 tấm huy chương vàng. New York, Mỹ có lẽ là không phải là nơi đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi mà nhắc tới một cộng đồng người Việt lớn mạnh. Tuy nhiên, ở thành phố xa hoa và cạnh tranh bậc nhất thế giới này thì vẫn có những người đang tiếp sức và tiếp sức mạnh cho sự phát triển của cộng đồng khoảng 10.000 người Việt Nam tại đây. Họ chính là những đầu bếp ẩm thực Việt. Những người này thì họ đang không chỉ hàng ngày gieo vào lòng người dân New York tình yêu đối với những món ăn đậm chất Việt Nam mà trong đó còn có cả văn hóa Việt nữa. Hãy cùng với chúng tôi đến với New York của nước Mỹ để chứng kiến sự phát triển của thương hiệu ẩm thực Việt tại nơi đây. Nướng hành tây, gừng, tỏi tạo hương vị để làm nên một bát phở Việt Nam với nguyên một rẻ sườn bò. Có lẽ đây không phải là một bát phở truyền thống quen thuộc đối với người Việt ở trong nước, nhưng chính món ăn này đã giúp nhà hàng Madame Võ tại East Village, New York ghi dấu ấn với thực khách địa phương, thu hút sự chú ý của các chuyên gia ẩm thực và cả những ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Nước phở của chúng tôi được đun trong suốt 24 tiếng và chúng tôi thêm vào đó rẻ sườn bò to khổng lồ. Tất cả công thức nấu ăn mà tôi thừa từ mẹ đều được áp dụng. Tôi muốn chia sẻ tới thực khách hương vị ẩm thực Việt mà tôi đã yêu từ nhỏ. Còn ở khu Brooklyn, New York, đầu bếp Michelin Matt Lekhak cũng đang biến tấu những món ăn truyền thống Việt Nam thành những trải nghiệm xa xỉ cho thực khách bằng những kỹ thuật nấu nướng cao cấp và công nghệ tân tiến. Với công nghệ mới, chúng tôi có thể nấu chín thịt ở nhiệt độ chính xác. Chúng tôi còn cung cấp cho thực khách dịch vụ hướng dẫn khách ăn món ăn Việt vì nhiều món có cách ăn khá phức tạp và chúng tôi muốn thực khách cảm nhận được toàn bộ tinh hoa của ẩm thực Việt. Những người dân New York cũng có thể thưởng thức những món ăn bình dân hơn trong thực đơn phong phú của nhà hàng Hai Lúa như phở cuốn, bánh mì Việt Nam, phở bò hay phở gà truyền thống. Tôi đã ở New York được 10 năm nhưng chưa bao giờ được thưởng thức ẩm thực Việt đúng chất. Điều này thôi thúc tôi thành lập cửa hàng Hai Lúa. Chúng tôi muốn xây dựng một phố Việt tại New York vì ẩm thực Việt Nam xứng đáng với điều đó. Để có được sự đón nhận như ngày hôm nay, ẩm thực Việt tại New York đã phải trải qua 60 năm hình thành và phát triển. Từ chỗ bị lầm tưởng là món ăn Trung Quốc, ẩm thực Việt Nam giờ đây đã có thể tự hào đứng ngang hàng với những nền văn hóa ẩm thực lâu đời khác ở New York. Những đầu bếp Việt thế hệ mới đã cho thực khách tại New York nhìn thấy một ẩm thực Việt Nam rất có cá tính. Cá tính này toát lên từ thiết kế nhà hàng, từ không khí, đồ trang trí. Hương vị ẩm thực thuần Việt được đề cao ở đây. Có thể nói, đó là một trải nghiệm văn hóa Việt trọn gói. Cách mà người Việt đã khẳng định vị thế của mình tại New York là thông qua ẩm thực. Từ năm 2019, số lượng nhà hàng Việt tại đây đã tăng lên đáng kể, từ 2 đến 3 nhà hàng nhỏ lẻ. Giờ đây, người dân New York đã có thể thưởng thức đồ ăn Việt các thể loại ở gần 30 cửa hàng lớn nhỏ khác nhau.
Những thành công bước đầu trong việc khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt tại thành phố New York đã chứng minh được tài năng, sức sáng tạo cũng như sự tự cường của người Việt cho dù họ có sinh ra ở Việt Nam hay không. Giữa thành phố của những giấc mơ, họ tìm thấy niềm tin từ cội rễ của mình.